ta luôn ở đẳng cấp khác. Và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Nghệ sĩ của tao thời 2000 năm đều vina. 1000 hay thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đạt Tài Mà. Mỗi thằng góp 200 lên bar là thoải mái uống rượu tẹt ga. Đi vào club chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cũng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn.